Hà Nội xưa chơi cái đĩa ra cái này không rồi. Đây lúc sáng treo lên thôi. Để ra cái gì đấy chứ để vậy quay nhau rồi ạ. Sáng treo rồi. Để quay nhau rồi. Là cái treo nữa. Thì thường cái treo nữa. Đây mấy cái này. Kìa con ơi. Ba cũng tàu xuống đây là đây. Nước phở Hà Nội xưa ấy. Con gà nó vừa bảo 150 mày đã 200 rồi. Mang về nữa. Mang về nữa. Đấy, ngọt hơn. Quán này thoáng gà. Yeah. Thoáng mát đúng không ạ? Thoáng mát. Thoáng mát. Thoáng mát. Anh như ăn là như. Chắc vào đúng khớp thì không phải chạt. Chia nó đều ra. Ngồi cái bút tàu đi. Mấy mọi người ngồi đây. Cái kia này cần gì chưa? Thì ra thì ngồi hết. Không, không. Ngồi kia này cần gì nữa vậy? Chưa. Cái thằng đầu chọc chọc kia. Cái đầu chọc chọc thằng quán này. Chưa. Chưa chọc ngồi cái thằng đấy. Thôi, ta đang quay video này. À, đuổi ngon ha. Đuổi ngon đấy, đuổi. Thằng con làng có mỡ hơn. Thằng tươi. Làm mặt ghế tiêu ạ. Ý là làm mặt ghế thôi. Còn cái trần có sẵn rồi. Có sẵn hết rồi, đây, gần đây. Mà chọt hết cái khúc tròn cái đi ăn. Ăn gần.
Thôi vậy thôi. Ôi mẹ thì có cái đoạn tròn ăn với lấy ăn cái đoạn kia này gì. Không ăn đuôi người ta thích ăn cái đoạn tròn ấy. Ô chặt thì ông này chặt cũng để lại cái tròn. Ăn cái tròn nó cứ ngon hơn ạ. Ơ về cánh Sài Gòn chưa xuống à? Cánh Sài Gòn đâu? Sao bảo Vũng Tàu thôi. À, Sài Gòn xuống à? Tao không mời Sài Gòn. Mời mấy Sài Gòn nó đi ngay. Mời mà sợ nó đi à? Từ nhà hàng đến đây là 20 cây. Cái chỗ lúc trước mà tổ chức sinh nhật chỗ nhà hàng là lên đây là 20 cây rồi. Nó đang bảo ở đây là tí nữa có khi chạy về dưới nghỉ sáng mai về. Về dưới chơi mẹ phòng lớn lớn nghỉ dưới chứ đây đâu chơi cái này lắm nhỉ. Còn bên này thiếu gì vọng. Nhưng mà ý là mình xuống dưới sáng mai là mình ra cái làn chài này đấy để đi chơi buổi sáng đấy tắm tiếp xong là ăn sáng tiếp xong là mình về được. Đang có cái phòng bên lớn này hả? Em lớn quá này chết sợ ơi. Có làm được không? Em lai dai rồi. Không dám uống nhiều. Cái nồng độ là em đánh sợ nhưng mà vì sức khỏe thôi em muốn chơi bời thôi. Đấy, đấy, đấy. Biết đâu có nổ đâu. Ý trời. Không, ở Vũng Tàu không sợ đâu. Cái thì nó làm căng lắm. Mấy lần uống xuống Vũng Tàu uống rượu say mà đi vẫn được. Dưới đây chắc có khi dưới đây nó nhẹ hơn. Vì dưới đây thành phố du lịch chắc người ta phải nương tay chứ. Không nương ai đang đi du lịch. Hả? Nương không thì đâu. Không nương gì à? Trên đấy một thứ bảy chủ nhật lập chốt nhiều lắm. Bác ơi, bác bỏ cái rau ra cái nào nhỉ? Bỏ cái rau ra bật bếp lên nền. À, thế rồi. Làm hai bát luôn đúng không? Đang mưa thì bạn ăn bỏ vào đây. Có hết được qua đời chồng rượu mà cũng muốn như này. Lẩu đuôi bò, lẩu đuôi bò nha, đuôi bò Hà Nội xưa đây.
quán Hà Nội xưa anh em ở bên lẩu thấy toàn có thịt không thì chẳng thấy khoai sáp thì lẩu này mà bán ngày gì chết bán tuần này có 2.300.000 mà cao nhất được bằng này thì mấy ký có thịt không rồi. Đấy. Sợ thịt không thôi ra nhau đi nhớ rồi thôi đi chờ đánh đó. Hà Nội xưa lẩu đuôi bò Hà Nội xưa nhá các bạn ở đây thôi đấy phái đoàn anh em chúng tôi giờ mới xuống cái nơi đấy ngồi đêm tưởng đâu đây để nó còn nó cái này hàng quá tràn tưởng cho tàng hàng hay phượng rảnh thế nhỉ tưởng bê ngồi đây ngồi đây bia nó rồi lần nào cũng thế vậy bia rót rồi này cứ bằng đâu mới rót đây không nó vì chị đen không đá đâu cái này đấy nó nước chập lên nó cái đấy nó hay lắm mặn dữ chứ mà bóng tiêu cho cắt tiêu này bán cũng như đi lỗ vốn nào đấy chị thắng được đâu nào dài lắm ngon lắm nào đó sẵn mừng đồ đang lúc đang chờ cái cô ra xô đấy đây à cắt bia cho bà tưởng bia em lộ ít nhiều tối này khỏe lắm bên này nóng rồi cơ hả bên này nóng rồi nóng hết rồi hả ừ nóng rồi lên năm mới ông uống chưa mỗi người hết một non cái này chưa lên thì tôi sợ nó uống nhiều nó hết bia chứ không mua lên rồi uống hết bây giờ tính cho non nha cũng đi ôm nhá uống đi ôm nè này chắc gì chụp hơi nhiều đi uống đi uống đi bác ơi để chụp thế được không? Không để quay cho ông quảng cáo một tí YouTube đâu. À, bằng ok. Bên YouTube hả? À, bên YouTube. À, bên YouTube. Lương ăn là bị lóc á. Thôi, lóc cái này. Có gì ăn quay nghịch tí mà. Con đấy, các bạn đừng uống nhôm nhá. Cho ba cái lên cái rô cái cho nó vui nhỉ. Mẹ càng mất dạy chó này.
mẫu gà là phải đúng rồi đấy. Chúng ta làm miếng chung. Thưởng ha. Cháu của anh này ai ăn vậy? Cái tay tháo lên là tốt rồi. Cảm ơn các bác nhá. Mời nhá. Cái này xong rồi. 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 Rồi
Đây là tình nhé, nó là việc ký anh chỉ định thôi. Đây là bọn em làm được. Nếu uống được nữa đúng không? Đúng rồi. Đây là hấp dài thôi. Vậy mời các bác nhá. Rồi, ok, về. Con lên được cái lơ luôn không? Nhưng mà nó là nó hai. Nó cái nữa đi. Nâng cái nữa. À. Mẹ ông chủ quán rồi làm đéo thì không cái. Thì cứ lên cái nữa đi, đâu uống sao? Tao uống mười mấy non rồi gì nữa. Thì ta đang quay. Cái nữa em hết rồi, cái có hết đâu. Anh bỏ xuống. Cái ly này gấp đôi đi đó mà. Bây giờ mình vô đây 3 cái tàu. Alright. 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 hết. Ủa luôn à? Hết. Hết luôn. Cái gì đi. Đi. Vô. Vô là hết đi, hết đi. Ơi sao? Cái đại ca này mỗi người uống một thùng mà sao đứng lên vẻ à? Ôi sao mỗi người uống thùng đứng lên vẻ à? Ôi lại Vũng Tàu này nhẹ quá nhỉ? Cho đôi thùng Vũng Tàu nhẹ quá, uống hết thùng bia cơ mà. Ok. Rồi, chúc mừng nha. Rồi. Rồi, chào các bác nha. Rồi, ra vào. Rồi, để đây. Chào anh nha. Chào anh nha. Rồi, chào các bác nha. Cầu uống kém ha. Quay nhau này. Phở Hà Nội xưa 25k 35 25 chương trình khuyến mại là bao nhiêu ngày ta? 4 ngày. Ngày đây bạn đây thấy không? Thịt tái này. Nhưng mà thịt tươi chuẩn. Tươi chuẩn ngon. Quan trọng là thịt tươi. Giá rau thơm đầy đủ, chanh, tỏi, ớt. Mà anh em lên khuyến mại này có cả bia. Đặc biệt này có món lẩu. À. Đặc biệt có món lẩu đuôi bò làm bò. À. Ông kia ông lôi lại để cho bạn chào các bác nha. Để nó cái chuyện của nó. Giống như là bây giờ chồng đi nhậu về thì có sợ nước nhỏ. Rồi. Tí nó về nó bút bỏ nó mày mái bỏ trên mặt. Các bác nhìn thấy xưa chưa? Ai dở về? Bạn chúng. Ai dở về bên đó thì mấy đẹp trai rót vào nâng đi cái cho đẹp nhờ. Rồi. Đặc biệt phở Hà Nội xưa là có lẩu ăn nhậu tại chỗ nha. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 hết. Đấy, ăn nhậu tại chỗ. Mắc cười quá, lại cái này ta nó dễ gì trời.
Bớt giảm đi, em mặc dài rồi. Rồi đi ra thờ lá nè. Rồi ok, xin chào bà con nha. Ôi giời, quán em bán hết đêm à? Dạ. À, 24 giờ chứ, 24 giờ. 176 Võ Văn Kiệt. Cách bệnh viện. Trời. Giảm giá cực sốc. Chúc mừng khai trương, xin mời các bà con. Anh em nào Bà Rịa Vũng Tàu hay Vũng Tàu lên em đi qua ghé ủng hộ. Ok, xin chào tạm biệt nha. Mấy người hỏi anh nổ